Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video này. Hôm nay Mộc Nam Huy chuẩn bị xuất xưởng hai chiếc tủ áo, một chiếc giường và một chiếc bàn phấn cho cô Viên ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Vâng, hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ báo giá các sản phẩm này trước khi các sản phẩm được chuyển lên xe để bàn giao đến cho cô và gia đình nhé. Với chiếc tủ áo này, Mộc Nam Huy làm bằng chất liệu gỗ sồi Nga trên kích thước bề rộng 1m4 và bề dài 2m1. Giá sản phẩm là 7,5 triệu một chiếc quý anh chị nhé. Với chất liệu gỗ sồi Nga thì Mộc Nam Huy làm trên 3 mặt là hai mặt hông, mặt tiền cánh và còn bên trong là các bản tầng hậu thì Mộc Nam Huy làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên ghép miếng và phủ phân. Tiếp đến đây sẽ là một chiếc giường được Mộc Nam Huy làm với chất liệu gỗ hoa đỏ, mẫu giường chữ X 1m6 và chiều dài là 2m. Đây là kích thước lọt lòng nệm. Còn tổng thể của chiếc giường thì nó sẽ rộng hơn quý anh chị nhé. Đây là chiếc giường có giá là 10,5 triệu và là chất liệu gỗ hoa đỏ. Với chiếc giường này thì Mộc Nam Huy sẽ sử dụng các phần thang dạt giường bằng chất liệu gỗ bằng lăng. Và đây là mẫu giường chữ X được Mộc Nam Huy làm theo kiểu chân liền, làm trong phân khúc giá bình dân quý anh chị nhé. Giá chỉ có 10,5 triệu. Và đây sẽ là mẫu giường Mộc Nam Huy sẽ tập trung nhiều hơn, và có thể đây sẽ là mẫu giường chủ lực trong năm 2022 tại Mộc Nam Huy. Và tiếp đến là một chiếc bàn phấn hay còn gọi là bàn trang điểm với chất liệu gỗ hoa đỏ luôn. Với chiếc bàn phấn này thì đây là chiếc được làm với chiều rộng 80 và chiều cao là tương tự 1m6, chiều sâu 40. Giá của sản phẩm này là 5 triệu chẵn quý anh chị nhé. Với các sản phẩm mà Mộc Nam Huy giới thiệu đến quý anh chị, sản phẩm nào chất liệu gỗ hoa đỏ 100% và sản phẩm nào có đi kèm với loại gỗ khác thì Mộc Nam Huy đều công bố cho quý anh chị rất rõ ràng. Ví dụ như đây là chiếc bàn trang điểm chất liệu gỗ hoa đỏ 100%. Còn giường ở đây là giường chất liệu gỗ hoa đỏ và thang dạt được làm bằng chất liệu gỗ bằng lăng thì Mộc Nam Huy đều công bố đến quý anh chị một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Vui lòng quý anh chị chỉ cần để ý thôi là quý anh chị nắm được ngay các cái mức giá của Mộc Nam Huy. Và đây là hóa đơn Mộc Nam Huy đã ghi sẵn cho cô Viên, và anh em sẽ chuyển các cái sản phẩm này lên xe để lắp ráp và bàn giao tận nhà cho gia đình cô. Với các sản phẩm là giường và các sản phẩm tủ áo thì Mộc Nam Huy luôn luôn là miễn phí công lắp đặt 100% cho tất cả các khách hàng. Và với Mộc Nam Huy thì chính sách bán hàng đó là Mộc Nam Huy sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 30 km. Còn ngoài 30 km thì vui lòng quý anh chị khách hàng hỗ trợ thêm cùng với Mộc Nam Huy để các sản phẩm được giao được hàng đến tận nhà cho quý anh chị một cách gọn gàng và suôn sẻ nhất. Vâng, và đây là những chiếc tủ áo được làm trong thế mạnh của Mộc Nam Huy, bởi vì đây là những chiếc tủ thuộc phân khúc giá bình dân. Giá bình dân và nó được sử dụng là tất cả đều là gỗ tự nhiên, không có sử dụng ván ép và gỗ công nghiệp. Và đây là một trong những mẫu tủ mà Mộc Nam Huy bán rất nhiều và khách hàng chọn mua rất nhiều tại Mộc Nam Huy quý anh chị nhé. Đây là một trong những mẫu tủ áo cũng nằm trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất tại xưởng của Mộc Nam Huy. Xin được cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi video này. Cảm ơn cô Viên và gia đình đã ủng hộ Mộc Nam Huy những sản phẩm trên. Xin được chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe và thành công. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý anh chị khán thính giả đã theo dõi video báo giá này của Mộc Nam Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.